Xin chào anh Lê Quang Trí, giám đốc khu kinh doanh Vịnh Quán Chi Viện. Vâng, anh em mình cũng quen biết nhau rất là nhiều năm rồi. Cảm ơn sếp Trí năm 2018 đã đưa mình về công ty chứng khoán Chi Viện. Và bây giờ công ty chứng khoán Chi Viện vẫn như là thực sự đối với tôi vẫn như là một ngôi nhà. Đúng không ạ? Nơi gọi là nơi đi, nơi về. Phải nói là cá nhân tôi rất cảm ơn anh Trí, cảm ơn Chí Việt đã tạo điều kiện tôi phát triển được như ngày hôm nay. Hiện giờ thì tôi cũng đang công tác tại công ty chứng khoán KB, phụ trách khối khách hàng cá nhân. Thế thì hôm nay nhân cái tiện buổi vào thành phố Hồ Chí Minh gặp anh Trí, anh em với nhau thì thực ra là ở ngoài cà phê thì họ hàn huyên rất là nhiều chuyện rồi. Nhưng hôm nay muốn phỏng vấn anh Trí về cái góc độ, bởi vì anh trước đây đã từng làm admin của ATP Việt Nam, đúng không ạ? 15 năm trước, đúng không ạ? Thì bây giờ và kinh nghiệm giao dịch thị trường anh cũng là quản lý, nhưng bây giờ anh đi lên từ vai trò nhà đầu tư. Thế thì cũng xin phép hỏi một số kinh nghiệm là cho những nhà đầu tư mới bây giờ họ cũng bỡ ngỡ. Thế anh cho biết là một câu hỏi rất đơn giản thôi nhưng trả lời chắc sẽ lâu. Cổ phiếu, các cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán có lãi không? Hoặc là có tạo lập không? Đầu tiên là xin chào anh Nhân. Dạ. Lâu lắm rồi mới vào Sài Gòn nha. Vâng. Thì thật ra cái câu hỏi này nó rất là tế nhị. Đúng rồi. Vâng. Và nhiều nhà đầu tư, thậm chí là rất là nhiều người họ băn khoăn. Dạ. Tâm tư không biết cổ phiếu có đổi lãi hay không. Đúng rồi. Thật ra cổ phiếu giao dịch ở trên thị trường nó có cái thành phần tạo lập. Vâng. Và họ định hướng nhất định trong một thời điểm nào đó. Dạ. Nhưng mà thật sự thì gọi lãi thì cách nói thôi. Vâng. Cách nói thôi, chủ yếu giao dịch của cổ phiếu nó mang cái tính chất là dựa trên cái giao dịch tự nhiên cung cầu là phần lớn. Đấy. Còn ngoại trừ có một số cái cổ phiếu mà nó tác động vô lãi nó có thật. Vâng. Đấy. Dĩ nhiên là cái chủ đề này thì khi nói nó cũng rất là dài. Vâng. Cách nói gì là xôi hàng lãi, đổi lãi. Cách nói của mấy ông thanh chứng à. Vâng. Mấy ông thì coi như là thị trường uptrend, thị trường tăng rồi đánh đến con nào cũng thắng, hô hào càng hô càng nhiều, rồi nhà đầu tư nhìn vào cứ nghĩ rằng mấy ông này lái hay là ông hô hào này kia là chắc là đổi đây, ông này đổi ông nọ. Thật ra thì không phải. Đấy. Thế thì nhưng mà đứng ở góc độ của anh là nếu gọi là cổ phiếu có tạo lập thì mình nên tham gia, hay là cổ phiếu không có tạo lập thì nó giao dịch như thế nào? Thì nếu mà cổ phiếu không có tạo lập có phải nó không có thanh khoản đúng không ạ? Nó không ai mua bán thì đúng không ạ? Không, điều này nó cũng không đúng. Vâng. Thật sự thì cổ phiếu nó cung cầu tự nhiên mà. Vâng. Bản chất là nó cung cầu tự nhiên. Vâng. Và trong cái góc hiểu của cái người trong ngành. Dạ. Thì cái cổ phiếu khi nó đã đại chúng rồi. Vâng. Thì cái giao dịch của nó trong cái thời điểm mà thị trường nó không thông tin ấy. Vâng. Thì được cái yếu tố về phân tích kỹ thuật. Vâng. Nó sẽ tác động về giá nhiều hơn. Dạ. Và trong cái thời điểm mà thị trường tìm ẩn thông tin tốt, dạ, cái yếu tố của thông tin doanh nghiệp hoặc là thông tin vĩ mô nó sẽ tác động lên cái giá nhiều hơn. Dạ. Đấy. Thế thì thêm một ý kiến nữa là đứng ở góc độ vai trò người quản lý thì anh có biết nhiều thông tin doanh nghiệp cũng như thông tin về các đội lái không? Thông tin về doanh nghiệp thì đương nhiên qua các kênh mình có, dạ, mình biết. Rồi thông tin về các cái nhóm họ tạo lập đấy, gọi là đội lái hay mình gọi là nhóm tạo lập đấy, đúng không? Nói chung cái từ này cũng hơi nhạy cảm. Vâng, nhưng mà liệu có hay không thôi thì mình theo mình biết thì cũng có một số cái khách hàng lớn. Vâng. Thì cái họ mua vào nhiều và họ bán ra cũng nhiều thế thôi. Vâng. Chứ còn gọi là lái thì cái này nó cái này mình không biết, đúng không? Nói chung là mình chả biết gì đâu, đúng không? Do trong thị trường nó có nhiều cái cách gọi. Vâng. Vậy nói như trong 6 thành phần tạo lập mà. Vâng. Thì ở cái người gì, quản lý. Vâng. Mình làm gì đó rồi đúng pháp luật thôi. Đúng rồi. Mình làm những gì luật pháp cho phép. Vâng. Chứ nói lái phạm pháp còn bạn bắt ấy. Đúng rồi, lái còn bạn bắt đấy. Nhốt tù cả lũ đấy, đúng không? Thế thì ở hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11. Thế thì ở giai đoạn này thì anh có khuyến nghị gì nhà đầu tư từ giờ đến cuối năm không? Đây cuối năm thì thị trường còn tăng tiếp. Vâng.
Tuy nhiên trong giai đoạn ngắn hạn thì thị trường sẽ có một số điều chỉnh. Vâng. Đó. Bởi vì dẫu sao thì cái thị trường tăng hay giảm trong mỗi cái giai đoạn nó mang tính chất chu kỳ. Vâng. Thị trường nó tăng trong vòng từ cái đáy của Covid tới giờ là 30 tháng 3 đến nay thì nó đã được tăng 2 lần tăng rồi. Rồi. Chu kỳ tăng của nó là tổng cộng 2 lần và giảm nó một chu kỳ rồi. Vâng. Bây giờ hiện tại bắt đầu thị trường bắt đầu nó có cái giai đoạn là phân hóa. Vâng. Và điều chỉnh gọi là điều chỉnh giảm nhẹ, tích lũy đúng không? Điều chỉnh nhất định lại. Vâng. Nó phải phản ánh cái kết xếp quả lại khối lượng đúng không? Phản ánh cái kết quả kinh doanh trong giai đoạn vừa qua. Vâng. Và những cái kỳ vọng trong tương lai của nhà đầu tư vào cái giá cổ phiếu. Vâng. Thì theo tôi là từ đây tới cuối năm là cơ hội đầu tư, vẫn còn cơ hội đầu tư, mà cơ hội đầu tư tốt thôi. Vâng. Đấy, năm nay, năm tới thì vẫn là năm của chứng khoán. Vâng, đúng rồi. Và tức là như thế là anh em làm nghề ở lĩnh vực, trong lĩnh vực chứng khoán là có khoảng 1-2 năm tới là rất là xôm đúng không ạ? Tức là làm nghề này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thế thì trong cái kế hoạch phát triển của anh ấy thì ngoài chuyện là tư vấn cho khách hàng thì cái chiến lược tư vấn của khách hàng của anh như thế nào? Tức là anh tư vấn khách mua những hàng có tạo lập, muốn nói chung muốn nhỏ, hay là anh khuyến nghị khách như thế nào? Tức là cách để đưa khách hàng đến thành công thì là như thế nào? Cái cách đưa khách hàng thành công hay nhất ấy, vâng, là mình phải hiểu cái thị trường nó vận động thế nào. Vâng. Đấy. Đối với khách hàng lớn thì cái đầu tư của họ mang tính chất chu kỳ nó hơi dài hơn chút. Dạ. Và mang tính trung hạn, dài hạn hơn. Dạ. Còn đối với những khách hàng nhỏ thì cái tầm nhìn của mình trong ví dụ như cái tuần nào thế nào, cái giao dịch nó dòng tiền ra sao thì mình có thể tư vấn cho họ những cái danh mục nào. Vâng. Và cho tới cái cuối cùng để thành công được. Vâng. Thì cái tư vấn của mình phải dựa trên cái nền tảng cơ bản. Vâng. Của doanh nghiệp. Vâng. Bởi vì mình nói là, cho rằng là có lái đi. Vâng. Có tạo lập đi. Vâng. Thì nếu họ muốn đưa cổ phiếu đi về một cái giá trị đúng của nó. Vâng. Thì cái doanh nghiệp đó nó phải là doanh nghiệp tốt. Vâng. Và nền tảng của doanh nghiệp đó phải thể hiện. Vâng. Chứ không phải là báo cáo đi một đường mà doanh nghiệp giá tăng một ngã hoặc là ngược lại. Đúng rồi. Khi EBS của doanh nghiệp cao, trả lời cổ tức bằng tiền mặt, ví dụ vậy. Dạ. Mà cao nhưng mà giá trên thị trường chưa tăng. Vâng. Thì giá nó sẽ có xu hướng chạy tăng theo cái EBS đó. Vâng. Đấy. Nó phản ánh tương ứng. Nhưng ngược lại, một khi giá đã tăng rồi mà EBS không tăng kịp, ví dụ vậy. Vâng. Tức là cái nền tảng cơ bản của doanh nghiệp nó không có tính chất bền vững. Vâng. Thì giá có xu hướng giảm. Vâng. Đấy, nó là thực trạng chung, tức là nó xoay quanh như giá trị thực của doanh nghiệp đúng không? Giá trị thực doanh nghiệp cao quá thì điều chỉnh giảm, giảm quá điều chỉnh tăng đúng không ạ? Và nó sẽ dao động hẹp ở nó có cái biên nhất định. Vâng, nó có biên xung quanh cái giá trị thật của doanh nghiệp đúng không ạ? Tức là lên quá đà sẽ phải điều chỉnh giảm thôi đúng không? Lên quá đà giảm. Vâng. Xuống quá đà. Và đối với xu hướng đầu tư mà nói thì quý vị bám theo giá trị của doanh nghiệp mà đầu tư. Bám theo giá trị doanh nghiệp thôi. Chủ yếu là doanh nghiệp. Nếu có chiết khấu từ giá trị đấy xuống một tí thì mình có thể đầu tư được. Đúng không ạ? Đấy, tức là phải đầu tiên là phải ưu tiên là cái giá trị doanh nghiệp. Vâng. Thị trường chứng khoán này nền kinh tế có thể lúc sau cũng tốt. Đúng rồi. Nhưng nếu doanh nghiệp tốt thì cái giá ngày hôm nay có thể thấp là do cái thị trường ấy cung cầu thôi. Nó tác động, nó tác động cái giá nó giảm, ví dụ như là do hold margin, do toàn thị trường nó sụp đổ, ví dụ đó là bình thường. Vâng. Nhưng mà giá trị doanh nghiệp rồi nó sẽ phản ánh lại cái tức là nó tương lai, nó xoay quanh cái trục đó đúng không ạ? Cho nên là có hàng loạt nhà đầu tư họ trong ngắn hạn, bởi vì là họ nhìn về cái dòng tiền trong thị trường đi. Vâng. Hoặc là do tư vấn môi giới họ tư vấn không có đủ cái tầm. Vâng. Dẫn tới câu chuyện kẹp. Kẹp là bình thường. Vâng. Đầu tư nào cũng phải kẹp thôi. Vâng. Nhưng quan trọng là nếu như anh kẹp vào cổ phiếu mà cái doanh nghiệp đó họ làm ăn tốt. Vâng. Thì có ngày họ sẽ quay lại cái giá trị đó. Dạ. Còn nếu như vào đúng ngay cái hàng đội lái mà nó bù. Vâng. Ví dụ vậy, cho là có đội lái. Vâng. Hoặc là những cái đội tạo lập mà họ đã gom hàng sẵn, họ là đi các diễn đàn, họ hô hào, họ hét gì. Vâng. Đó. Đấy, thì khi họ úp vô. Vâng. Họ úp là chi có chết. Vâng. Và chết kẹp những cái kẹp đấy thì không có đường ra. Vâng. Đấy, cho nên phải tỉnh táo nhận dạng đâu là cái cổ phiếu. Vâng. Nó tăng ảo hay không. Vâng. Thì cái vai trò tư vấn đầu tư nó sẽ thể hiện ở đó. Vâng. Đấy, ở đây anh Nhân cũng là người ở trong thị trường lâu năm thì anh Nhân cũng tin đâu có lái đúng không? Vâng. Thế thì ở trên thị trường là tôi hiểu ý của sếp Trí nói rồi. Thế thì ở trên thị trường anh có thấy là tất nhiên sếp Trí là một siêu cao thủ rồi, vừa có kinh nghiệm giao dịch, vừa làm quản lý nhiều năm rồi, rất có kinh nghiệm, khách hàng rất tin tưởng. Thế bên cạnh đấy sếp Trí có thể giới thiệu cho tôi một vài gương mặt tư vấn gọi là có tiếng trên thị trường được không ạ, và chuyên về lĩnh vực khách hàng cá nhân theo như cái kiến thức của sếp biết. Nếu mà nói về cái tư vấn về đầu tư. Vâng. Thì hiện nay những anh em tư vấn đầu tư thành công. Vâng. Thì họ đã đầy đủ là quản lý. Vâng. Đấy, trong đấy tôi ví dụ là sếp. Vâng. Nhân. Vâng. Đấy là sếp Nhân là một những tư vấn đầu tư tốt. Vâng. Quản lý tốt.
Đấy. Còn cái chuyện đánh ngắn hạn gọi là lướt sóng, cái chuyện đấy là cái chấp nhận của chế đấy. À không, đúng rồi, cái đấy không muốn nói. Cái chuyện margin 73 là tức là nó phải có bề bề dày đấy, đúng không? Phải có bề dày mà người ta đi được nhiều chặng đúng không? Đúng. Còn cái câu chuyện đầu tư thì sếp với tôi những người đi tới hôm nay là mười mấy 20 năm thôi. Đúng rồi. Và chúng ta thành công được. Và nó thể hiện được là cái sự tư vấn của chúng ta. Vâng. Cái tư vấn đầu tiên nó có cái tâm đó. Dạ. Mình cứ coi tài sản khách hàng như là tài sản của mình. Đúng rồi. À, mình tư vấn tốt thì cái đó nó sẽ thể hiện cái bản lĩnh của mình qua cái tư vấn đó, và nhà đầu tư họ sẽ tin tưởng rồi đó. Dạ. À, ví dụ như anh cũng tìm một trong những anh tư vấn tốt. Dạ. Và anh nhân là khách hàng cá nhân tốt, ví dụ như. Vâng. Ông Tuyền người không phổi đấy, đúng không? Và họ hét ác lắm. Kể cả anh Dương Văn Trung. Đúng rồi, Dương Văn Trung giỏi chứ. Vâng. Mình nói câu trên thị trường nó có những cái gương mặt giỏi. Vâng. À, nhà đầu tư mà là mới không nhận ra được. Vâng. Nhưng những nhà đầu tư cũ thì họ nhận ra được. Vâng. Mà cái quan trọng nhất đây này, nhà đầu tư phải tỉnh táo nhận ra là ông nào ông tư vấn đúng mà tư vấn trong thị trường nào. Đúng rồi. À, có những ông đặc biệt ông rất sở trường là ông tư vấn trong cái thị trường đi ngang. Đúng rồi. Đấy, bị do cái mối quan hệ ông về các đội tạo lập này, ông nắm được doanh nghiệp này về dòng tiền này, ông rất là có cái khiếu về phân tích kỹ thuật. Ví dụ vậy. Nhưng mà ở trong cái thị trường uptrend, thị trường của dòng tiền lớn đổ vào như cái giai đoạn gì rồi, thì những cái ông đánh blue chip, đánh những con siêu blue chip thì đã tăng. Vâng. Những ông đi những hàng lãi thì chết. Ví dụ vậy. Đấy. Thì cái đó là cái cách nói thôi. Nhưng mà người ở trong thị trường mà những anh em, những người mà đầu tư thành công thì đa phần là quản lý. Đúng rồi. Đấy. Và họ có cái cách nhìn về thị trường. Vâng. Nó còn phát triển dài. Đúng rồi. À, thị trường chứng khoán chỉ có tăng. Vâng. Tại sao bây giờ là dân số mình có 2%. Vâng. À, có 2%. Tức là cái dư địa rất là lớn đúng không? Vậy mà một khi dòng tiền của toàn thị trường đổ vào nó như các nước xung quanh là mười mấy 20% trở lên thì thị trường có tăng khiếp lắm. Vâng. Đấy. Ở đây là chưa nói bây giờ là cái gì rồi. MSCI đây. Đúng rồi. Nhà nước thoái vốn bao nhiêu cái dòng tiền đổ vào thị trường. Đúng bây rồi. Giờ mã cổ phiếu chúng ta thì có bao nhiêu đây? Vâng. Mà tiền đổ vào nhiều hơn thì giá chỉ có tăng. Vâng. Đấy, nhưng quan trọng là giá cổ phiếu nó tăng. Vâng. Chứ không phải cái cổ phiếu nào nó cũng tăng. Tức là mình phải nhận diện được, ngoài chuyện nhận diện thị trường phải nhận diện được ngành dẫn sóng này cũng như đúng. Là cổ phiếu dẫn sóng đúng. Đúng không ạ? Rồi dòng tiền. Rồi dòng tiền nó đang chảy vào đâu đúng không ạ? Chứ đúng. Còn kể cả thị trường tăng nhưng mà đầu tư sai mã vẫn thua lỗ bình thường. Bình thường. Đúng. À, nhà đầu tư là đầu tư vào mà nếu có tư duy cũ, cái cách làm cũ. Vâng. Không có cái suy nghĩ khác. Thế thì nó khác hồi 2005 anh em mình đầu tư thì đó, ngày xưa. Ngày xưa có 4 mã. Rồi chạy 4 mã cho đây bao nhiêu? Cao tới năm 2017 mà nó có mười mấy mã. Đúng rồi. Mười mấy mã là quy mô có bao nhiêu tiền đâu. Đúng rồi. Bây giờ vốn hóa thị trường nó rất là lớn rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ là không thể tác động. Vâng. Nó tăng cái coi như là mất thanh khoản được. Vâng. Ngày xưa là dư bên mua hoặc là dư bên bán bình thường. Vâng. Bây giờ nó khó. Vâng. Vậy bây giờ nó đòi hỏi cái trình độ của nhà đầu tư phải chuyên nghiệp hơn. Vâng. Đấy. Thứ hai là gì? Trình độ tư vấn của các anh em trong nghề là phải chuẩn. Vâng. Đấy, phải nâng cao lên, vâng. Trao dồi lên, chịu khó đi doanh nghiệp, đúng rồi. Chịu khó tiếp cận các thông tin về doanh nghiệp, vâng. À, phải hiểu về chính sách nhiều hơn. Đúng rồi. À, đòi hỏi nó rất nhanh, bây giờ thị trường của chúng em nhanh. Đúng rồi, nhanh lắm. Đó. Thị trường quánh bây giờ quánh như thị trường Mỹ, đấy. Nhanh lắm. Bây giờ chết là bình thường, chết đúng là bình thường. À, nhưng mà nếu anh em là có làm trong nghề lâu, có kinh nghiệm rồi, vâng. Và chịu khó nâng cao cái năng lực, thì học hỏi về cái phân tích, cái tư vấn, thì sẽ thành công thôi. Thậm chí thành công nhiều, khách hàng lớn mà thấy bao nhiêu. Đúng rồi. Tôi nghĩ là anh Nhân và KB thời gian qua trụ lại được thì cũng là một thành công lớn. Cũng rất là cảm ơn sếp Chí đã giới thiệu tôi về Chí Việt, luôn coi Chí Việt là ngôi nhà của mình. Cũng có được, về KB cũng có được thành công. Tất nhiên thời gian đầu thì cũng tương đối khó khăn, nhưng mà tôi tin là tôi sẽ hy vọng ở KB. Thành công ở KB thì được thành công đó thì cũng nhờ những cái gốc rễ của mình đi từ Chí Việt mà ra. Đó, thì rất cảm ơn anh Chí đã giới thiệu tôi về Chí Việt để làm việc suốt gần 2 năm, đúng không ạ? Thì nó tích lũy cho tôi kinh nghiệm rất là nhiều để có được như ngày hôm nay. Thế thì ở đứng góc độ tôi mà nói thì xin trả lời bổ sung với anh Chí là anh em mình giao dịch cũng lâu rồi. Thì đối với tôi là tất cả cổ phiếu phải có tạo lập. Từ lớn nhất như là Vincom, Masan, đúng không ạ? Hay là Vinamilk, hay đến mấy ông bé, thanh khoản cứ dầm dầm này, là các ông có tạo lập hết. Quan trọng là khi nào, thời điểm nào dòng tiền nó chảy vào đâu thì mình phải để ý thôi, đúng không ạ? Còn đúng như anh chị nói, thị trường tăng mà vào sai dòng tiền, sai ngành, lỗ vẫn là bình thường, đúng không ạ? Thị trường tăng, thị trường tăng là thị trường tăng. Đúng rồi. À, vào đúng mã cổ phiếu, đúng thời điểm. Đúng rồi. Đúng thời điểm, đúng mã cổ phiếu mà có mua sai giá, mà là thị trường đang tăng thì cũng không sao. Đúng ví dụ vậy. Đúng rồi. À, phải có thời điểm. Đúng rồi. Còn thị trường nó đang là có nhiều đau trend bây giờ, vào đúng mã,
Đấy, mua đúng giá, nhưng mà vấn đề là đang đau trend, toàn thị trường đều cấm. Vâng, thế thì thế xin bổ sung anh Chí là ở trong một thị trường tăng ấy, thì là rất nhiều chuyên gia giỏi xuất hiện, đúng không? Thì bởi vì là như này, tại sao mình nói là bởi vì ở một thị trường tăng ấy, tất cả các phương pháp đều đúng. Phương pháp bắt đáy đúng này, phương pháp vượt đỉnh đúng này, phương pháp điều chỉnh 3 phiên, 5 phiên, 7 phiên mua cũng đúng, bởi vì nó là thị trường tăng, trước sau nó cũng vụt qua đầu, đúng không? Đúng. Nên là thực ra là như anh em mình đi từ 2005 rồi, 2003 rồi thì mình mới thấy là cỡ vào khoảng những cái chuyên gia mà thành công khoảng 7 năm trở lại đây là người ta cũng chưa trải qua những cái trận mà gọi là xuống giá kinh điển, đúng không? Tức là tất cả phương pháp mua cũng đều sai cả, đúng không? Bởi vì là 1.170 điểm mà xuống tận 235 điểm, nó cực kinh khủng luôn, đúng không? Đúng. Nên là tất cả phương pháp là đều sai. Nên là cỡ khoảng các anh em mà gọi môi giới trẻ hoặc là môi giới có khoảng, mình cứ nói luôn là khoảng 7 năm thành công trở lại đây chưa nói lên được gì nhiều, đúng không? Thật ra thì thị trường giá lên ấy. Vâng. Thì tiền nó cứ đổ vào. Nó giảm, nó chỉnh, nó để nó tăng tiếp. Cái quan trọng là cái sức tiền đổ ra rất nhiều. Vâng. Ví dụ như là trong giai đoạn từ cái Covid tới bây giờ, thị trường đổ vào tiền rất nhiều. Đúng không rồi. Có các tài khoản mở đó. Nó nói là sơ bây giờ nó có 100.000 tài khoản đi. Vâng. 100.000 tài khoản mình tính bình quân có 100 tỷ, ví dụ vậy. Đúng rồi. Thì cái sức mua của toàn thị trường sẽ tăng. Vậy là cái thị trường giá lên thì cái ông nào cũng hô hào thì ông cũng trúng. Đúng rồi. Nhưng mà không thể tăng hoài được, không thể tăng mãi được. Sức tiền thì có hạn, margin mở ra cũng có hạn. Và cái tâm lý hưng phấn cũng có hạn. Đúng rồi. Cho tới khi nó quay đầu. Đúng thì rồi. Những cái ông đấy bây giờ cái kinh nghiệm không có, kiến thức không có, chủ yếu là giờ tò mò mà lên. Đúng rồi. Làm nghề môi giới này nó bình thường, tò mò là thành là trong thị trường giá lên. Ông nào tò mò là ông đấy mẹ là thánh chính thôi. Đúng rồi. Mà làm thánh rồi thì hô gì cũng đúng, nhưng mà coi chừng chết. Đúng rồi. Bởi vì chết thì bởi vì cái trải nghiệm qua có những cái bài học sâu sắc lắm. Doanh nghiệp làm ăn tốt. Đúng, doanh nghiệp làm ăn tốt. Cổ phiếu cấm đầu là cấm đầu. Đúng rồi. Bởi vì nó có những cái câu chuyện phía sau lưng của doanh nghiệp. Nó không chỉ là vấn đề là doanh nghiệp làm ăn tốt mà giá cổ phiếu tăng. Đúng rồi. Và đôi khi nó giảm mà ông sử dụng margin rồi. Bây giờ nó giảm là không margin tiết lại thì cứ chết thôi. Đúng rồi. Thì ở đây là cái bài học về kinh nghiệm đó. Vâng. Đấy. Kinh nghiệm khi thị trường nó đạt đỉnh hay không. Tức là đạt được một cái mức margin nào đó, đúng không ạ? Thị trường nó sẽ phải tự nó phải điều chỉnh, đúng không ạ? Về tổng margin thị trường nó lớn rồi, đúng không ạ? Mình chưa nói thị trường hạ nhé. Đúng không? Khi mà đạt cái sức mua nó đạt tới gọi đạt là giới hạn, cái tâm lý người ta không hưng phấn nữa, đúng không? Không? Nó có nhiều cái tác động khác. Vâng. Thì khi đó là nó đạt tới cái ngưỡng bão hòa rồi. Vâng. Một cái việc nhỏ cũng cắm đầu rồi, nó cứ giống hỏi thị trường tốt không, thị trường vẫn tốt, đúng không? Tiền năm nay nhiều đấy, không đấy. Rẻ không, vẫn tốt vẫn rẻ, nhưng mà bởi vì margin thị trường có đạt ở đỉnh cao rồi. Nó như cái câu chuyện con lừa đấy, nó tự phải điều chỉnh, đúng không? Để con lừa là cái ông lão đó, ông đi đoạn ông để cái gì trên lưng con lừa. Đúng rồi. Cho tới khi mà có con lừa đấy thì bây giờ là ông chơi phát cái áo lên là con lừa đã ngã chết ngay. Đúng rồi. Nó đạt cái ngưỡng giới hạn rồi. Đúng rồi. Đấy đấy. Vâng, thế thì thôi, những kinh nghiệm đấy quá là quý báu. Cái thứ hai nữa là bây giờ giả sử như có một số nhà đầu tư họ muốn tìm gặp anh thì có thể ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Lên 66 Phó Đốc Chính, đúng không ạ? Chi nhánh của công ty chứng khoán Chi Việt. Đúng không ạ? Số điện thoại anh bao nhiêu nhỉ anh chị nhỉ? 0888 và 55 55 75. Vâng, số đẹp thế. Vâng. Ông làm giám đốc số đẹp. Cảm ơn anh chị nhá. Vâng, rất vui là hôm nay vào Sài Gòn có buổi tiếp xúc với anh chị. Cảm ơn đội quay của bên ITT Ichimoku Club hôm nay đã phối hợp để anh em tôi cùng làm cái clip này. Hy vọng là nhà đầu tư sau clip này sẽ hiểu được cổ phiếu có đội lái hay không có đội lái. Cổ phiếu có lên được hay không là phải có đội lại, đúng không? Tôi cũng xin chia sẻ là thật ra những cái chuyện này mà lên trên cái YouTube và lại lên TV thế này nó không có tốt. Đây, giờ đội lái có hay không có thì chắc là chúng ta chia sẻ. Không đấy mình đoán thôi. Không, mình gặp riêng nhau thôi. Ừ. Chúng ta đây là không được nói về đội lái. Ừ. Nhưng mà lái là phạm pháp. Đúng rồi. Lái là công an bắt đây. Vâng. Thế anh ơi, thế anh hỏi các anh câu cuối là anh làm nghề này vì anh cũng muốn kiếm tiền hay là anh vì đam mê thôi? Không, mình làm đam mê. Tôi làm đam mê rồi, tiền lắm gì đúng không? Tiền nhiều làm gì á. Cảm ơn anh chị nhé. Xin chào các nhà đầu tư. Cảm ơn ITP Ichimoku Club. Xin chào.